Tại sao chống điện tử có nhiều lợi ích hơn so với chống cơ truyền thống? Hãy cùng Minh Phụng Music tìm hiểu nhé. Đầu tiên là chống điện tử cho phép người dùng điều chỉnh âm lượng, giúp tránh gây phiền hà cho hàng xóm hoặc các thành viên khác trong gia đình. Thứ hai là có thể tái tạo nhiều loại âm thanh khác nhau, từ các bộ chống truyền thống đến các âm thanh hiện đại, cho phép người dùng sáng tạo hơn trong việc chơi nhạc. Thứ ba, chống điện tử thường nhỏ gọn và dễ dàng mang đi hơn so với chống cơ, thuận tiện cho việc di chuyển. Và cuối cùng đó chính là chống điện tử thường có cổng kết nối MIDI hoặc USB, giúp dễ dàng kết nối với máy tính hoặc các thiết bị ghi âm. Và hôm nay hãy cùng mình đến với buổi bàn giao 100 bộ chống Medley DD315 và DD309 về đại lý tại Huế và hàng bán thủ. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Các bạn đang có mặt tại kho hàng của Minh Phụng Music ở 56-7 Tân Thế Nhất 17, phường Tân Thế Nhất, quận 12 để chuẩn bị hàng. Từng thùng chống được hai bạn quấn cẩn thận bằng ni lông nhằm tránh chảy xước và ẩm ướt do trời mưa. Khi các bạn quấn xong thì cũng vừa lúc xe tải đã đến, theo hàng ra xe đến với đại lý thôi anh em ơi. Những bộ chống được mang lần lượt và chất đều lên xe. Trong khi mọi người đang vận chuyển thì hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết về hai bộ chống có mặt trong chuyến đi ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là bộ chống điện tử Medley DD309 với 7 bass có chế độ cảm biến lực và hai bàn đạp chân, cung cấp 310 âm thanh trống khác nhau, 120 bộ trống các loại và 100 bài hát cài sẵn. Hệ thống âm thanh được tinh chỉnh tỉ mỉ để tạo ra âm trầm sâu và mạnh mẽ. Tiếp theo là DD315 cũng như DD309. DD315 với 7 bass có chế độ cảm biến lực và cũng có hai bàn đạp chân, sở hữu 265 âm trống đa dạng, 45 bộ trống phong phú kèm 100 bài hát cài sẵn, phục vụ cho cả những người mới bắt đầu và những người đam mê trống. Nó cũng là sự thay thế tuyệt vời cho một bộ trống cơ chiếm nhiều diện tích. Và cả hai đều có đầu USB tương thích với tất cả các máy tính và thiết bị di động để kết nối dễ dàng và nhanh chóng. Kết nối với tai nghe giúp cho người chơi có một không gian riêng mà không sợ làm ồn hoặc làm phiền đến mọi người xung quanh. Chuyến đi ngày hôm nay còn có sự góp mặt của SV800, cây organ cao cấp nhất của nhà Kidman. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, các bạn hãy vào YouTube của Minh Phụng Music và nhập tên model nha. Hàng đã được phân phối đến đại lý ở Hoàng Văn Thụ rồi anh em ơi. Và buổi bàn giao hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu nhạc cụ yêu thích, các bạn hãy ghé các hệ thống showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại.